sau một thời gian Chúa cho có cơ hội cảm nghiệm cuộc sống. Con chiên lạc phải không cha? Một thời gian trải nghiệm cuộc sống và sau đó thì tôi đã giải tội cho anh và giờ đây anh cũng được lãnh bí tích và anh sống là một người con chiên ngoan đạo như bấy lâu nay. Anh từ nhỏ anh từng là một cậu giúp lễ rồi sống rất là ngoan đạo, học giáo lý giỏi lắm đó, kinh còn thuộc nhiều hơn chúng tôi đấy. Rồi dòng đời xô đẩy cha. Rồi vì sóng gió mà sóng gió cuộc đời. Trải nghiệm cuộc đời. Giờ đây anh có cơ hội để chúng ta gặp gỡ anh nơi đây. Và hôm nay tôi muốn mời anh hiện diện ở đây. Anh cũng rất là ngại, nhưng mà có lẽ là tôi vẫn mời như là một lời giới thiệu đến tất cả quý ông bà anh chị em là anh đã trở về sống với những gì Chúa ban cho anh. Cảm ơn quý vị. Ngày xưa con giúp lễ đó là nếu ai ở Hồ Nai này, Gia Kiệm này thì sẽ biết cái giáo xứ Hưng Lộc và giáo xứ Dầu Dây. Và ngày xưa là con là giúp lễ ba nhà thờ Hưng Lộc, Dầu Dây và Ngô Quyền. Hồi xưa con mà giúp lễ nha, mấy anh nhóc nhóc mà ngang ngang với mình, ai mà con ghét rồi á, là khi mà đưa cái dĩa và hứng bánh thánh là con cứa một cái. Đâu có ai dám làm mình gì mình, tại mình đang đứng trên cung thánh mà, đâu có ai dám làm gì mình. Đi mà bắn bi mà hơn con là con bắt đầu con đưa vô con cứa cái nhẹ. Nếu mà nói thực sự là không có ai phá bằng giúp lễ, tại được cha bảo kê mà. Cho nên là con được hướng đạo bởi một người đó là bà là đạo theo, nhưng mà bà con rất là tin Chúa một cách trọn vẹn. Cả một cuộc sống của bà dành trọn một cái niềm tin tuyệt đối cho Thiên Chúa, đó là bà nội con. Và bà đã dẫn con từ hồi nhỏ xíu vậy đi lễ, mà hồi đó khổ lắm, đi kinh tế mới mà bà dẫn đi lễ là đi bộ cứ 4-5 giờ sáng là bắt đầu hai mấy bà cháu dắt nhau đi bộ lên Hưng Lộc, dắt nhau đi bộ vô Dầu Dây, dắt nhau đi bộ vô Ngô Quyền. Đâu có đi xe được và cũng không có xe để đi đó. Mà cái thời điểm đó là rất là vui, được dành nhau để được giật cái chuông nhà thờ thôi mà cũng phải dành nhau. Hôm nay tôi, ngày mai anh, không, bữa nay cho em đi, ngày mai rồi anh, là giật cái chuông thôi. Mà hồi đó ốm như con nhái mà sáng đu lên để dựng được cái chuông nhà thờ. Chứ dạ, bây giờ mà, thì chứ con ớt. Nếu mà lúc đó mà cái chuông mà nó nặng thêm khoảng chừng 20kg nữa thôi là con đu là nó kéo con lên trên luôn đó. Nhưng mà cũng ráng, nhưng mà tại vì lúc đó rất vui lắm. Nhưng mà sợ nhất là mỗi lần mà đi theo các cha để giúp lễ, mà giúp lễ an táng á, mà tôi phải tới nhà của người mất á sớm để đọc kinh. Thì con nói ở ba vùng mà con đều đọc được hết, đó là người Bắc, người Trung và người, kể cả người Nam luôn, là cái giáo xứ của con ở là Dầu Dây là quản trị nhiều, Hưng Lộc là quản trị với người Bắc, và còn tất cả các bác mà làm trong cái hội đồng giáo xứ của Ngô Quyền toàn là các bác ở Hồ Nai, Gia Kiệm rồi lên không. Cho nên mỗi lần mà đọc chua ra là mình tuổi nhỏ mà tuổi ăn tuổi ngủ buồn ngủ lắm. Này Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu, nó sợ lắm rồi. Mỗi lần này buồn ngủ lắm. Anh, năm mới ở Linh. Đâu chưa, chưa năm mới. Đây anh đọc vui. Nghe cái đó nó không có vui lắm luôn. Trời, ngày xưa mà ai kêu anh gẫm 14 chặng đi đàn nữa kìa. 15 sự thương khó, 14 chặng đi đường. Làm hết. Huế là đọc theo kiểu Huế, Bắc là đọc theo kiểu Bắc. Mấy mình đi Huế anh đâu có nghĩ bây giờ anh đi làm nghệ sĩ anh dùng được sao? Tại vì lúc đó gia đình con nói ra là ở trong một cái khu kinh tế mới thì tất cả bà con ở các nơi tập trung về, mà mẹ con là chích thuốc và đỡ bà là hộ sinh nữa. Cho nên là ai cũng có tới, mà bà nội con thì Quảng Nam, nói bà nội con không hiểu. Đó, ví dụ một người Huế và người Nghệ An vô hỏi mề khỏe cũng mề đó, là bà nội con hổ ẩm nuốt cái chì ra mì đó. Thế là bà con là phải ngồi ở giữa thông dịch, cho nên là con biết nhiều tiếng là vậy. Dạ. Dạ vâng. Kính thưa quý cha, lúc nãy thì con gặp được anh bố ngồi phía trong.
Và cái điều đầu tiên mà con nói với ảnh đó là em mãi luôn tôn trọng và trân quý anh. Không phải vì anh là một nghệ sĩ gạo cội có tên tuổi, mà đơn giản bởi vì anh đã quay trở lại. Sự quay trở lại đó nó thể hiện sự yêu thương của Chúa đặc biệt dành riêng cho anh Hoài Linh. Con tin là như vậy. Yeah. Và con tin là nếu mà có Chúa trên cao thì không có một thế lực hay không có một người nào có thể hạ bệ được. Vì vậy anh Hoài Linh mãi mãi là một người anh lớn của tụi em, và mãi mãi là một người được khán giả yêu thương, và mãi mãi là một con chiên lạc của Chúa mà Chúa thường hay thiên. Con chiên lạc lắm anh. Bỏ hết cả đàn đi theo con mà. Đúng, đúng cho đó. Nên mình anh cố đó, tình, anh mình đó. Cố tình làm cho quan trọng. Không ngờ quan trọng thiệt. Dạ vâng. Dạ thưa cha. Dạ. Để thêm cái câu chuyện này cho vui, thì cách đây vài năm có bà cụ vô đây ngày Tết biếu nhờ dòng mà mấy đồng ăn tét và mấy cái chóe gì của người miền Trung đó. Ôi cảm ơn bà cụ, xin lỗi bà cụ là gì á? Má thằng Hoài Linh đó. À, bà, mẹ dạ. Mẹ thằng Hoài Linh đó. Ôi, vậy là Hoài Linh gia đình ở đây giáo sư Đa Minh và Chuông. Vâng. Cho nên Hoài Linh thuộc về tín hữu Đa Minh. Dạ. Và kết luận là hàng năm Xuân Yêu Thương sẽ có mặt Hoài Linh về với gia đình Ba Chuông. Quý vị cứ cầu nguyện cho con khỏe đi. Quý vị cứ cầu nguyện cho con khỏe đi là con về. Nhưng mà mai mốt con đi lễ đó, con tìm một cái góc nào đó con đi lễ cũng được. Con, cha bữa hôm cha nói con lên chỗ ca đoàn luôn được không? Dạ được, được. Dạ, xếp con ngồi, con ngồi lên trên đó để khỏi mọi người khỏi lo ra trong buổi lễ thôi. Cái mặt con nó nhìn nó kỳ quá cho nên mọi người hay cười. Rồi, cảm ơn em. Dạ, và giờ đây thì con xin mời cha. Dạ. Dạ vâng, mời anh Linh đi. Mà thôi xuống đây đi, anh em mình không. Dạ, mình anh Linh thôi, còn anh Hưng còn hát nữa. Đâu có dễ dàng ra về vậy. Từ từ cưng. Dạ. À, xin trao bó hoa tươi thắm và một bằng ân nhân dành cho con chiên lạc Hoài Linh của chúng ta. Dạ, nghệ sĩ Hoài Linh đó. Dạ, anh quay lại. Dạ. Xin một tràng pháo tay cho cha Tuấn Linh cùng với nghệ sĩ Hoài Linh và anh Đàm Vĩnh Hưng. Xin Chúa trả công bồi hậu cho anh và giúp cho anh luôn luôn vững niềm tin, bởi vì khi có niềm tin chúng ta sẽ có tất cả. Yên tâm. Cảm ơn em. Con cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ cũng như tất cả quý vị. Cảm ơn ban hội đồng giáo xứ và tất cả bà con giáo dân của mình. Nay thì ngày hôm nay nhân dịp ở đây thì con xin phép các cha, các thầy, các ủng hộ sơ ủng hộ. Xem con như là một thành viên trong giáo xứ, một người con trong giáo xứ Đa Minh Ba Chuông. Thì con xin cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ. Tiếp lời Hoài Linh đã nói là thành viên của giáo xứ, là một tín hữu, thì anh Hoài Linh thuộc giáo họ Giuse và tên thánh anh là Benedicto, phải không? Benedicto. Ôi, cha nhớ luôn. Vâng, con cảm ơn cha đã nhớ tên thánh của con. Anh có nhớ không? Cái gì? Anh có nhớ tên thánh anh không? Trời ơi, anh với em đọc kinh thi không? Thôi bỏ đi, bỏ lên, bỏ. Dạ, một lần nữa xin một tràng pháo tay.